Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Chúng ta lại gặp lại nhau tại công trình cầu Khe Trang. Hôm qua thì anh em vừa cho xe xi 10 tấn xi với lại ít sắt 6 ấy, với cả một cái thùng phi dầu lên trên công trình ấy. Hôm qua xe chở vật liệu còn gặp trục trặc nữa cơ, nên là tối mới lên đến đây được. Đây anh em cho vào trong kho này hết rồi. Rồi vẫn phủ thêm một lớp bạt lên nữa các bác, phòng trường hợp là cái mái này nó bị rột đi. Tất nhiên thì bà con lợp cũng khá là chắc chắn rồi. Cái này thì lợp dốc so với những cái lán trước. Lán trước là lợp thoải quá, nhiều lúc nó mưa to nó vẫn những cái giọt ranh nó vẫn nhỏ xuống bên dưới này, nó ướt. Sạt 6 kia, đây, phi dầu đây. Đầy ự. Cái này yên tâm rồi. Chắc là video hôm nay thì anh em cũng sẽ cố gắng cùng với bà con là gom đá, sau đó thì một tí nữa là sẽ lên duỗi cái sắt 6 này. Gia công sắt 6 dần đi là vừa các bác chuẩn bị. Cái còn đá thì anh em đã gom được khoảng 50-60 khối rồi. Cái này thì vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu khoảng mấy chục khối nữa. Nên là bà con cũng rất là tích cực. Nhưng mà biết là công trình còn đang thiếu đá khá là nhiều. So với những công trình khe vác với nặng biếu thì ở đây nó lại không có nhiều đá cả, nó không thuận lợi. Đây là gom 3-4 hôm nay rồi mới được khoảng 5-60 khối này thôi. Này thì đá ở đây là vừa đục ra này, xong rồi đục ở dưới suối lên đấy các bác. Hiện tại thì kinh phí để thực hiện công trình cầu Khe Trang này vẫn còn rất là hạn hẹp. Nên là cũng rất là mong là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền sẽ tiếp tục giúp đỡ để cho công trình cầu Khe Trang này sớm được khởi công đào móng và anh em thực hiện xong trước mùa mưa lũ các bác ạ. Nhưng mà tất nhiên thì cũng không biết được đâu, bởi vì là cái thời điểm này thì nó nắng nhiều này, nếu mà mưa to lắm ở suối này thì chỉ cần mưa một tí là có lũ ngay. Với lại 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì anh em cũng sẽ cho bà con nghỉ 1-2 hôm, với cả anh em kênh thì cũng chuyển từ bên cầu Khe Vác sang thì thực ra là cũng chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm đó thì chắc là cũng xin phép với các bác là anh em sẽ nghỉ 1-2 hôm để lấy năng lượng và dành thời gian một chút cho gia đình. Sau đó khoảng mùng 2 tháng 5 sẽ bắt đầu thực hiện công trình. Tất nhiên thì ở đây thì vẫn sẽ bảo các cán bộ thôn là bố trí người để trông. Đây bà con đang chuyển đá ở dưới kia lên. Chào các tráng sĩ, các cô gái thôn bản nhá. Hôm nay đội trẻ nhỉ. Hai tráng sĩ. Tráng sĩ này sinh năm bao nhiêu? 2008. Úi. 2008 thế bạn này. 2008. Cũng 2008. Ồ nhỉ. Biết tán gái chưa? Còn đi học à? Có học đấy. Đây là. Học hết lớp 9 rồi à? Ừ. Nên mấy bạn gái này có gia đình chưa? Cứ tự nhiên xem nào. Đấy hai chị này thì chắc là cũng là trưởng bối rồi nhỉ. Thì là chắc ế rồi. Không ế đâu. Không khéo lại còn sắp thành ông bà nội, ông bà ngoại rồi ấy chứ. Đây sáng nay bà con vừa mới gom thôi các bác. Hôm qua có một đội ra đây đập đá với lại gom để đống ở gần kia rồi. Thì là lúc đầu là định cho lên bờ hết. Nhưng mà mấy nữa đào móng thì mình nghĩ là để sát bờ nữa cũng chả sao cả. Cũng không lo lũ mấy đâu. Thì là hôm nào đào móng thì anh em sẽ cho xuống phía dưới kia luôn. Đây đi xuống phía dưới này. Để các bác thấy cái. Hôm trước mình cũng có nói là bên dưới này cách cầu khoảng 3-4-50 mét. 50 mét đấy. Là có một cái thác ở đây. Trước năm 2018 là lũ to là nó cứ sạt dần. Nó lộ nguyên đá ra. Lộ nguyên đá. Đây này, hai bên này là 2018 là sạt đây các bác. Nhưng mà
bây giờ có vẻ là chững lại rồi, vì là ở dưới đáy này là có những cái tảng đá to, nó không sạt gì nữa, sạt hết tầm rồi. Lán của anh em thì ở phía trên này nhé, ngay phía trên này luôn, có cái trước là lũ to là cũng cuốn hai cái nhà đấy, một cái ở nền nhà trên, ở trên đoạn thượng lưu ấy, một cái ở ngay chỗ nền nhà luôn. May là thời điểm đấy là nó về khoảng 6 giờ sáng, thời điểm đấy là bà con cũng đã dậy rồi, nên là chạy ra khỏi nhà được. Đây, sâu. Từ chỗ A Quyền đang đứng này mà đến cái hòn đá to đen đen dưới kia thì nó phải đến mười mấy mét. Tức là chênh lệch độ cao ấy, không phải là khoảng cách từ đây ra kia đâu các bác. Chênh lệch độ cao nó phải đến 10 mét, hơn 10 mét đấy. Quá sợ luôn. Mà toàn đá to chứ. Đây phía trên này là cái đoạn trước là thấy bà con chia sẻ là ruộng của bà con này nó bằng phẳng thôi. Nhưng mà 2018 là nó sạt đấy. Đây này, đây vẫn còn sạt tiếp đây này. Toàn bộ đất ở khu ruộng này là cứ mưa là sạt xuống đây hết. Bây giờ bà con ở trên này là chỉ có trồng cỏ voi thôi. Đoạn này thì vẫn còn đá. Những cái hòn đá này là cứng phết đấy các bác, nhìn thế này tôi nặng lắm ấy. Như kiểu nó có lẫn cả chì hay như nào ấy. Cứng. Cái này thì cho vào mổ móng thì quá yên tâm. Tí nữa sẽ cho bà con là làm dây chuyền, chuyển những cái hòn đá với bé này lên, cho vào hết. Mấy hôm nay ở trên này nóng quá. 30 đâu, 38, 39 độ ấy. Không khéo tầm giữa trưa, 12 giờ trưa chắc phải lên đến 40 độ ấy. Ở trên, ở dưới này còn một tí nữa chị ạ. Tôi làm đi xong là nếu mà mệt quá thì, nóng quá thì lại nghỉ. Xong nghỉ chuyển. Được rồi, qua vâng. Sáng mai 7 giờ làm đấy. Tí nữa chuyển, chuyển hết lên, cứ đóng lên trên này cho em nhé. Anh em mình sẽ đi lên phía thượng lưu, xem là trên kia có đá không. Bên này thì anh em đổ giải từ đây ra kia, định gom gần vào chỗ cầu nhưng mà sợ mấy nữa múc móng thì lại vướng đất ở chỗ tả ly này thì sẽ ăn vào khoảng 1 mét đấy. Những cái công tác chuẩn bị thì sẵn sàng rồi, nhưng mà thực ra là làm ở công trình cầu nào cũng thế thôi, anh em cũng phải làm cái lễ động thổ các bác, thì tâm an thì làm nó mới thoải mái. Đây là cái dấu vết đợt lũ tháng 7, tháng 8, tháng 9 vừa rồi đấy, năm 2023 lên đến tận đây. Nước mà lên đến tận đây thì kiểu gì cũng phải lên đến cái đoạn gốc cái cây này. Đấy, nó sẽ giải ra đến cái chân cái hòn đá bên kia. Thì mình mà đứng ở giữa này thì chắc là phải lên đến đây. Nhưng mà cái đoạn này là thấy bà con bảo là cái này là khi mà lũ đi qua là nó quét hết, nó xuống sâu 1 mét nữa cơ. Thế thì nó phải ngập đầu mình. Thì cái chỗ này là bà con vừa mới đắp xong thôi, đây này. Còn cái tảng đá này là bà con cậy
xếp xong là cho đất vào đoạn này để đi tạm thôi đấy. Đây là anh em là tính để cái hố thu cát nếu mà có lũ. Có trường hợp thứ hai là đào để phòng trường hợp là lấy nước luôn, tức là nước trộn bê tông ấy. Một là gầu sẽ lấy nước ở đây, hai là sẽ cho cái máy bơm tõm ấy, hút nước lên để trộn. Đấy, đi lên thượng lưu này. Này vẫn bị dính nước. Ai, trâu của ai đẹp thế. Còn đá này mà không mà xử lý được thì anh em sẽ cố gắng xử lý đi. Có hòn đá to này chặn ở đây này. Trước là nó chỉ cái lòng suối này nó chỉ lên đến tầm này thôi. Về sau là nước to nó cứ khoét dần xuống, bây giờ khoét đến tận đá luôn này, không thể khoét được nữa mới thôi. Đấy, từ đây mà lên đến kia là phải 9 đến 10 mét. Đá này thì lấy búa tạ chắc đập vẫn ra vẫn được. Cái này là hôm trước bà con cũng đã đập rồi đấy. Đây này, lên tận đây lấy rồi đấy. Ống nước dẫn vào ruộng của bà con. À không có nước đâu. Chắc là mấy hôm trước mưa là bà con bỏ cái đập tràn ở trên này rồi, không lấy nước nữa. Thì lấy vào nhiều thì nó lại tràn bờ. Cao quá. Đây mình đang đứng ở đây mà nhìn xuống dưới cầu là cao hơn cả cầu rồi. Bằng cái hòn đá cao cao ở bên trái này rồi này. Tôi hết đá ra đây này. Chỗ này còn hẹp nữa cơ. Thảo nào nước nó phóng về nó xiết thế. Trên này nhiều đá nhỉ. Ừ. Đây này, cứ đi lên trên bờ này. Trên bãi trên này là có nhiều đá lắm. Đây các bác nhìn cái đầu nguồn của khe suối này là từ trên rừng già về. Rất là cao luôn. Đây chỉ cần trên kia mưa to mấy tiếng là nước nó dồn hết xuống cái khe này là nhiều nước lắm. Lũ. Này cát đấy chứ. Đây xúc vẫn được cát này. Này. Đây. Này để xây tường kè thì vẫn ok. Nhiều đá lắm. Mỗi cái là nó xa hơn, với lại nó vướng cái hòn đá này. Vướng hòn đá to này thôi. Từ dưới kia lên đây mấy chục mét đấy. Đây nhiều đá lắm. Rồi. Này thì nếu mà ở dưới kia mà xác định không còn cái chỗ nào để lấy nữa thì buộc phải lấy ở đây thôi. Hoặc là có thể đi theo cái đưa bờ này, đi cái mép nương ngô của bà con đi xuống thì đi dễ hơn. Còn đi phía lòng suối thì hơi khó. Dốc. À, từ lên kia, từ đây lên kia lại tiếp tục dốc tiếp. Đi chỗ giờ đằng sau con trâu đang ăn cỏ kia. Cao lắm. Chắc là anh em sẽ quay lại rồi. Lúc nữa là đi xuống để duỗi sắt thôi. Còn kiểm tra máy móc
xe tắc tơ, máy xúc các thứ này, tiện thể là bảo dưỡng luôn. Đấy, mấy người đẹp chọn được bộ nào vừa cho mình với ông xã với lại các con thì chọn đi. Hả? Nhiều mà, quần áo đẹp. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến anh em kênh cũng như là bà con, gửi những cái món quà rất là ý nghĩa. Đấy, đấy, cái này này, mặc thử luôn. Mặc thử luôn đi. Hả? Còn nhân mát kìa. Đây này, bạn nào có em bé này này. Bạn này có em bé chưa? Cái này con gái của... Con gái của chị á? Vâng. Đấy, người ta bảo rồi thì... Đấy, còn bảo là đang ế thì... Con lớn thế này rồi cơ mà các bác. Hai mấy rồi? À, mười mấy rồi, cháu? Xong... Bây giờ 12. 2011. 11, 12 hả? Vâng. Người to nhỉ? Đứa chị thì 2009 cũng to bằng... 11, 12 tuổi thôi nhưng mà to này bà. Con mình có 3 tuổi. Hơn có 2 tuổi. Con chị thì sao? Lớn chưa? Con chị á? Con của chị 18 tuổi rồi. Đấy, rồi ôi. Chị là sinh năm 8 mấy? Sinh năm 87. 87. Hơn A Quyền có 3 tuổi, bây giờ sắp lên ông nội, à, bà nội, bà ngoại rồi. Bao giờ mới lên bà nội? Chọn đi. Cho 2 tuổi, 3 tuổi nó đi, 5 tuổi đi. Chọn đi, mặc được cái nào mặc? Bác cán mày thấy. Hợp tê à? Toàn quần áo đẹp mà. Các bác ấy gửi lên trên này thì cũng đã giặt qua với lại chọn lựa kỹ lưỡng rồi. Cái này là cái áo gì đây nhỉ? Áo của đàn ông ở đâu? Nai quá. Cái này chắc vừa ăn trinh thôi quá. Sang bên kia nhà mà dạ. Ăn cơm đi. Lúc này em mở sang đây bảo mà đấy, cháu sang bảo cô chỉ sang đấy. Lúc này cô mở sang đây bảo à. À. Hôm nay làm cái lễ gì đấy cô? Không có làm lễ gì đâu, là sinh nhật nhà thôi. Sinh nhật á? Nhưng mà anh em cháu đang làm cơ, nhưng mà thôi nếu mà tí nữa anh em cháu mà sắp xếp được thì sẽ sang. Cảm ơn cô đã, cảm ơn cô và gia đình nhá. Vâng. Và nếu mà anh em cháu không sang được thì thông cảm là hơn 10 giờ rồi đi rồi. Vâng. Thì là hôm khác anh em cháu sang. Bởi vì là đi bây giờ đường xá nó còn xa ấy cô nhá. Không thì hôm nào anh em cháu ngủ lại đây thì vào cô chơi không uống nước chè cũng được. Cảm ơn tình cảm của gia đình nhá. Lúc này mở thì sang bảo anh vâng. Thì sang bên kia. Vâng, thấy anh em bảo rồi. Vâng. Cảm ơn cô. Tưởng có thời gian thì sang bên kia. Vâng ạ. Vâng ạ, nếu mà anh em cháu sắp xếp được thì sẽ sang. Tí giờ sang nhá. Vâng. Tầm 10 à 10 vào 11 giờ được ăn. Vâng vâng, tí, cảm ơn cô. Chắc là nhỉ thì sang nhá. Vâng ạ. Tí sang đến bên kia thì nhà đang hôm đang đào biết có biết không? Vâng vâng. Lúc này bảo cháu này biết không? Em biết không? Vâng, cháu biết rồi. Biết vâng. Tí lên nhá. Tí vâng. Tí à 11 giờ thì sang nhá. Vâng ạ. Cảm ơn em nhá. Đấy bà con ở đây quý lắm các bác, có cái bữa cơm thân mật của gia đình cũng sang bên này để mà mời anh em sang chung vui cùng. Nhưng mà do cái là anh em mình bận thôi, không đi được thôi. Nếu mà ngủ đây hoặc là ban đêm nó rỗi rỗi thì sang chơi, mà buổi trưa này với lại tí nữa còn về nữa, đường xá xa nữa. Chắc cũng xin phép bà con thì hôm khác sang chơi thôi. Này cả quần áo mùa đông, cả quần áo mùa hè đấy các chị ạ. Nếu mà mùa đông mà nắng thì chắc là có quần áo mùa hè thôi mà. Giá lạnh luôn mà. Cả mùa đông cả mùa hè. Mẹ đi hô tâm á. Đây hôm nay là thím thức là lên theo chú Quỳnh nấu cơm cho anh em. Đây hôm trước là bà xã của anh Trinh cũng lên 2 hôm hay 3 hôm gì đấy. Anh em thì thực ra là hôm nào cũng lên bản đông đủ cả, nhưng mà có điều là nhiều lúc là không lên video đấy thôi. Hiện tại là A Quỳnh đang làm caramel đây. Cái này là măng bà con biếu hôm qua hay hôm xưa ấy. Măng cuối mùa rồi các bác, nó còn xanh nhưng mà vẫn ăn được. Xanh. Xanh. Cái này là có hai loại mà, một loại măng xanh nó vẫn non này. Một loại măng trắng này nhỉ. Ừ.
măng xanh này chính ra nó còn mềm hơn cả măng. Đúng rồi. Thì nhìn cái màu nó là thân nó xanh thôi, nhưng mà thực ra là nó vẫn non, vẫn ăn được, vẫn nói chung là cuối mùa thì để mà tìm những cái đẹp như hồi vào mùa thì nó khó. Với cả cái này là bà con biếu rồi, cuối vụ rồi. Chắc tuần nữa thì cũng không có măng sạp nữa rồi. Lại sắp sửa sang măng rang hoặc là măng nứa. Măng tre thế thôi. Hôm nay không biết là đầu bếp thức cho anh em ăn món gì đây. Ở đây là thấy có cái rau rau mét. Ở đây còn măng nữa đấy. Đây chắc bà con cho quá. Đây chắc cho từ chiều qua rồi, héo hết này. Đây thì em xào măng đấy. Cà đấy. Cà gai. Rau dớn. Xào với rau dớn á? Đấy, vừa đấy đẹp, rau dớn với lại rau. Thế quả ngóa này làm nào? Không, quả ngóa này chắc là ăn sống quá. Vừa đấy em thấy ở trong rổ thôi. Ăn ghém à. Đấy, như mùa hè thì chỉ có ăn những cái thực phẩm như thế này thì nó mát mẻ các bác ạ. Cái này mà được ít cái bột tôm. Ở nhà mình hay cho cái bột tôm này, hoặc là kiếm mấy con cua về làm canh mùng tơi, rau đay. Anh cho ra bên này nhá. Mình kéo đoạn nó dài phết ấy. Chắc cho ra đường to kìa. À, để em đây em bật cái này đã. Nổ cái máy phát này. Xong là cái lấy cái máy duỗi sắt ra nhá. Dây điện để đâu ấy nhỉ? Kia rồi. Nóng phết đấy nhá, ở trong này có cả xi nên là nóng căng các bác. Hôm nay phải đến 39-40 độ quá. Đấy, bà con đi phải thủ theo cả nước. Thank you.
Em hướng dẫn bà con rưới được sắt rồi, cứ để bà con làm xong bên này. Hôm nay là bắt đầu bảo dưỡng cái em trâu sắt này, thay dầu thay nhớt, cũng đi được từ suối Dầm xong anh nhỉ, xong đến Khe Vác. Hôm nay mới 3 tháng rồi hả? Tính ra thì may được các nhà hảo tâm tặng cho máy xúc với tractor. Con này thì kéo từ đợt cầu suối Dầm rồi các bác. Nếu mà không có tractor thì chắc là cái công trình làm cầu suối Dầm là có lẽ là anh em không thực hiện được, bởi vì đường nó quá là gian nan. Ô tô nó chỉ lên đến cái bản to ấy thôi, đến sân bóng ấy thôi, thế anh em vẫn còn phải chở tăng bo một đoạn nữa, khoảng 7 cây số lên đến bản suối Dầm, lên cái chỗ công trình nữa. Mà ở cái công trình cầu bản Khe Vác ấy thì khi có máy xúc ấy thì giảm được rất nhiều chi phí. Từ cái đợt đầu tiên mới bắt đầu chưa đào móng đâu, đi mua xe, đi mua máy xúc về xong mới triển khai đào móng đấy các bác. Đợt đấy là tháng 12 2023 bắt đầu làm, thì mình tính sơ sơ nếu mà ví dụ cứ khoảng một ca máy ở đây trên này thì giá nó rơi vào khoảng 400 450 hay 440 nhỉ anh nhỉ, cứ gọi là 400 đi cho nó rẻ đi, là một tiếng máy xúc 55 này. Còn nếu cái loại máy to hơn như 70 hoặc là hơn 100 ấy, 130, 100, hơn 100 thì là nó khoảng 600-700, bởi vì là cái khối lượng công việc nó làm đường nhiều hơn thì là đắt hơn, cái đấy thì chắc chắn rồi. Nhưng với 55 này thì chỉ, ở trên này chỉ có khoảng 400 thôi, 400-440 gì đấy. Mình cứ tính khoảng một ngày làm được một ca máy 10 tiếng hết 4 triệu. Nhưng mà trong quá trình làm cầu Khe Vác thì gần như là ngày nào anh em cũng phải sử dụng đến máy xúc, từ trộn bê tông này, xúc này, xúc đất, đá này, trộn bê tông đá hộc này, nói chung là dùng nhiều. Mình tính sơ sơ cứ gọi là lấy khoảng một tháng đi, một tháng thì ngày hết 4 triệu thì nó rơi vào khoảng 120 triệu, nếu mà tiếng đi thuê 120 triệu tiền máy xúc đấy. Còn tractor thì chở gần 500 khối đất thì cứ ngày ngày khoảng đợt đấy mình tính ngày mười mấy 20 chuyến cơ, nếu mà chở nhanh phải đường 16-17 chuyến. Nếu mà thuê ngoài thì chắc chắn là không được 100.000 một chuyến, thì chắc chắn là họ không chở đâu các bác, nếu mà thuê. Nên là đấy, cái lấy những cái con số đấy ra để các bác thấy được cái hiệu quả khi mà có máy xúc với lại tractor, nó giảm được rất là nhiều chi phí cho công trình cũng như là giảm được sức lao động cho bà con.
mà anh em thực hiện còn chủ động được công việc nữa. Trời mưa hay là trời nắng vẫn xử lý được công việc. Em tắc tơ thì được đúng một tuổi rồi, hơn một tuổi rồi. Từ đợt suối dầm xong đến cổng nọng biếu, xong là hoàn thành xong khe vác nữa rồi, được 3 công trình rồi. Hiện tại thì những cái công trình đấy bà con vẫn đang hàng ngày đi qua và phục vụ rất là tốt cho cuộc sống sinh hoạt của bà con ở suối dầm, ở nọng biếu cũng như là ở khe vác. Mình còn nhớ như in cái đợt làm cầu nọng biếu khi mà cái con tắc tơ này nó bị hỏng. Lúc đó là đang chuyển đá 1-2 từ bờ suối bên này sang bên kia để đổ cái đáy móng. Nhưng mà hôm đấy là bị hỏng cái gì nhỉ anh Trinh nhỉ? Hôm đấy là hỏng cái... đợt đang đổ cái đáy đế móng mố 1 của cầu nọng biếu ấy. Đã bị hỏng cầu sau. Ừ, cầu sau đấy. Vỡ bánh răng quả khế à, vỡ bi nhỉ? Ừ. Đấy. Là đang chuyển, vừa mới chuyển được một chuyến thôi. Thế là trục trặc. Đúng mà mình còn nhớ như in hôm đấy là đúng 11:30. Mà chỗ đấy cầu nằm biếu còn không có sóng điện thoại nữa, phải đi xe máy lên mãi trên đỉnh đồi ấy. Xong là hôm đấy có gọi cho anh Xuân bảo là hôm nay là châu sắt của bọn em là bị hỏng rồi, chắc là bây giờ là anh phải huy động nửa bản ra để tiếp viện cái đội sáng nay. May quá cũng thực sự là những cái kỷ niệm với bà con ở bên đấy, phải nói là cái tinh thần đoàn kết rất tuyệt vời. Đúng một tiếng sau là bà con ra tiếp viện luôn, đúng 1 giờ kém, mang cả gạo, cả củi, xong là cả rau cỏ nữa. Cần thiết là đổ đến tối thì nấu cơm ở tại lán, ăn cùng anh em luôn. Đúng hôm đấy là kỷ niệm nhớ nhất khi mà những cái máy móc này nó bị trục trặc. Đấy, xong đổ bê tông thì lúc đấy là chưa có máy xúc đâu các bác. Anh em hoàn toàn là trộn bằng cái máy đảo bê tông ấy, máy bé. Lúc đấy còn trộn căng nhất là chỉ được có 1 bao thôi. Hôm đấy cả bản ra, buổi sáng là 1/2 bản rồi, xong là đầu giờ chiều là anh Xuân huy động nửa bản nữa ra tiếp viện. Thế là hoàn thành đúng buổi tối, xong là còn dính mưa nữa chứ. Nhưng cũng may là lúc đấy là anh em cũng phân công nhau, là một người là chú Quỳnh là phải về mua cái phụ tùng, xong là lên là anh Trinh cũng tháo lắp. Nói chung là cũng trải qua nhiều cái máy móc này rồi. Thì khi mà trước kia anh đi làm công trình ở trên trạm tấu á, cũng biết làm, nên là xử lý xong là khoảng hơn 4 giờ thì bắt đầu con tắc tơ này là chở được. Đấy là hô toàn bộ bà con là tập trung vào chỉ đổ bê tông thôi. Lúc đấy là cứ một đội xúc này, một đội chở vác bằng cho lên vai vác này, xong là một đội trộn này, đấy, một đội gạt, một đội đâm. Không có gì bằng cái đoàn kết của bà con nhỉ. Nói chung là bên này thì từ cầu khe vác với lại khe trang thì bà con đỡ hơn rất là nhiều, mà có máy xúc hỗ trợ. Trình cũng vừa tháo cái nắp để đổ dầu. Thật ra là anh em vào đây thì cũng thời gian nó cũng rất là ngắn nên là cũng chưa thay được dầu. Anh em mới vào đây thì anh em sẽ thay dầu trước rồi cơ, nên đến bây giờ thì mới thay được. Máy này thì sử dụng trên thông số nó ghi là 8,5 lít, nhưng anh em cứ đổ vào để sau đó thăm cái thước nhớt này xem nó đến nửa cái vạch nhớt này vẫn như mọi lần anh em thay thì sẽ đổ bằng này. Đấy. Vì máy này chạy là Trinh cũng rất là hay kiểm tra dầu nhớt nên là không bị hao dầu, nên là anh em cũng không phải lo. Chỉ sợ máy là nó hao dầu khi đưa dầu nhớt lên buồng đốt này nó đốt hết thì
thì là hở xác măng hoặc là hở trên dàn cò. Dầu thì anh em mua từ trước rồi, trước thay một lần nhưng mà nó vẫn chưa hết, còn khoảng đó trong này chắc là còn khoảng 2 lít, và cái thùng bên này thì chắc là còn khoảng độ gần chục lít nữa. Thì anh em sẽ đổ hết cái can này để lấy cái xô này để làm việc khác đã. Kéo bên trong này nhá. Ôi trong này chắc còn 2 lít nữa. À quên đây, hộ anh một tí. Chắc phải hai anh em mình đấy. Được rồi. Fit à? Không phải fit. Anh cho nó ít thế thôi, để cho nó chảy hết cái dầu cũ ấy. Thank you.